Công chọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin chào toàn thể quý vị khán giả đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Ngọc Huyền dẫn quý vị đến ghé thăm mảnh đất Bình Giang, Hải Dương để ghé thăm công trình kiến trúc của một chủ đầu tư vô cùng đặc biệt. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đằng sau đây ạ. Đó, một hệ thống cổng đúng không ạ? Có tên, đây, có hình chữ T này ạ. Thì cánh cổng này có mang một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là chữ cái đầu tiên của chủ nhà nhá. Và chủ nhà của chúng ta tên là Tú nhá, chú Tú ở Bình Giang, Hải Dương ạ. Và đây là một công trình do Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Và ở hệ thống cổng này quý vị có thể thấy ạ, toàn bộ đó được làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu trắng kết hợp cùng với lại màu đen. Nó nổi bật lên công trình của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Hệ thống cổng hai bên thì có hai hệ cột trụ rất là lớn được ốp bằng gạch granite vân mây đá, sẽ làm cho công trình của chúng ta rất là nổi bật và khỏe khoắn bề thế. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy bước vào phía bên trong để khám phá nhé. Và không gian đầu tiên khi mà chúng ta bước vào căn nhà này thì sẽ là một khoảng sân vô cùng rộng. Và gia chủ của chúng tôi có tiết lộ cái khuôn đất này của gia chủ sẽ có diện tích là 200m2. Thì quý gia chủ có thiết kế là để nguyên một cái phần sân này khoảng tầm 50m2 để có thể là để xe này, cũng như là trồng thích rất là nhiều những loại cây cối. Quý vị có thể nhìn thấy xung quanh đây ạ, đây, rất là nhiều những cái chậu cây, chậu hoa, cây bonsai này, cây quất, cây sung này, rồi cây dâm bụt này. Rất là nhiều những loại cây ở phía xung quanh này ạ. Ở phía bên này cũng thế. Và ngoài ra thì sẽ có thêm một cái khu vực đó là sân ướt nhá. Có rất nhiều những cái vòi nước ở đây để gia chủ có thể là tưới cho toàn bộ cái hệ thống cây xung quanh này. Đó. Rất là rộng đúng không ạ? Và gạch lát nền ở dưới sân này thì chúng ta sẽ sử dụng là loại gạch chống trơn nhá. Công trình, và đây thì chính là công trình chính của chúng ta. Công trình nổi bật lên với lại hệ mái Nhật 3 tầng các bạn nhé. Với chiều ngang mặt trước là 10m và chiều sâu là 14,7m thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 147m2 cho một mặt sàn quý vị ạ. Đó. Và nhân với 3 sàn ở phía bên trên. Rất là đẹp đúng không ạ? Và công trình này của chúng ta thiết kế theo phong cách hiện đại này, với hai màu, với lại màu sơn trắng và màu xanh làm chủ đạo. Đó, kết hợp với nhau rất là hài hòa. Hệ thống cột trụ ở đây ạ, ở sảnh chính này thì cũng được thiết kế đồng nhất với lại hệ cột ở phía ngoài cổng kia thì cũng được làm rất là vuông vức này. Bên trong thì có thiết kế những cái đường kẻ chỉ âm tường màu xanh này thì nó sẽ làm cho công trình của chúng ta nổi bật và hài hòa hơn. Ở phía bên trên mỗi cột trụ thì sẽ có thêm những hệ đèn dọi nữa. Và mỗi buổi tối khi mà gia chủ chúng tôi bật đèn lên ạ thì sẽ cảm giác ngôi nhà rất là nổi bật và lung linh luôn ạ. Hệ sảnh chính ở đây thì sẽ được làm với lại hệ bậc tam cấp đi lên nhá. Thì bao gồm 3 bậc thì sẽ làm cho cái cốt nền của chúng ta trở nên cao ráo hơn so với bên ngoài phía mặt đường. Và sau này khi mà nền đường chúng ta có tôn cao lên thì cũng sẽ không sợ cái tình trạng là ngôi nhà quá thấp so với mặt đường. Và toàn bộ phần sảnh chính của chúng tôi thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch granite. Ở phía bên ngoài là màu đen, phía giữa này sẽ là màu đỏ. Và đây quý vị thấy ạ, giống như là một tấm thảm vậy trải ra để chào đón khách bên trong nhà vậy. Và đây thì chính là cái hệ thống cửa chính của công trình của chúng tôi. Công trình này thì sẽ được thiết kế với lại hai lớp cửa quý vị nhé. Lớp cửa bên ngoài thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi. Đây, có những cái họa tiết đây.
rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà sẽ làm cho công trình của chúng ta trở nên rất là hiện đại. Còn phía bên trong thì sẽ là một lớp cửa làm bằng kính cường lực. Nếu như mà trời mùa hè nóng bức chẳng hạn, gia chủ chúng ta có thể là bật điều hòa bên trong thì có thể chỉ cần việc đóng cái cửa kính này lại thôi, mà không cần phải đóng hẳn cái cửa về phía bên ngoài này vào. Thế là một cái công trình mà có hai hệ thống cửa như thế này cảm giác là rất cần thiết đúng không ạ? Và đây thì cũng chính là một trong những cái gợi ý có thể tham khảo dành cho tất cả quý vị khán giả nhé. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng bước vào bên trong để khám phá công trình nhé. Quý vị thân mến, và từ cửa chính bước vào phía bên trong nhà, khu vực đầu tiên thì chính là khu vực phòng khách. Như quý vị có thể thấy ở đây thì phòng khách này thì với diện tích là 28m2, ở đây đã được gia chủ của chúng tôi sắp xếp một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ gõ đỏ quý vị nhé, kết hợp cùng với chất liệu là nỉ, sẽ làm cho cái phòng khách của chúng ta tiếp được rất là nhiều vị khách quý này. Cái thứ hai là không gian phòng khách của chúng ta sẽ trở nên sang trọng và hiện đại hơn. Và ở bên này thì sẽ là một kệ tivi. Kệ tivi này thì cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ nhé. Và quý vị có thể nhìn thấy ở đây một chiếc tivi rất là lớn. Và tivi này thì có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Và quý vị có thể thấy là ở hai bên này thì đây có những dàn loa này, cũng như mic này. Và có thể cho thấy rằng gia chủ chúng tôi là một người rất là yêu âm nhạc đúng không ạ? Đấy, cả gia đình có thể là ngồi ở đây này, quây quần này, hát karaoke này. Và không gian phòng khách của chúng ta thì sẽ có kết hợp. Ở bên trên thì sẽ là một cái đèn chùm. Và ở phía bên ngoài kia thì sẽ là một quạt trần ạ. Thì sẽ mang lại một cái nguồn gió mát cho toàn bộ gian phòng khách. Và trên phần trần thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là trần thạch cao kết hợp với đèn led, đèn downlight chạy dọc nữa, thì sẽ làm cho mọi ngóc ngách trong căn phòng này thì đều được trải dài các ánh sáng đó. Và đó là toàn bộ không gian phòng khách. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến phòng bếp các bạn nhé. Và ở không gian phòng khách và phòng bếp thì sẽ được ngăn cách với nhau bởi một vách lam gỗ. Vách gỗ này thì được làm bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Đó. Và với cái vách gỗ này sẽ giúp chúng ta là vừa ngăn cách hai không gian này, mà bên cạnh đó thì có thể tránh chúng ta là có thể nhìn từ ngoài thẳng trong bếp, thì sẽ là rất là không tốt cho phong thủy. Bước vào không gian bếp của chúng ta thì cũng với diện tích là 28m2. Ở đây thì gia chủ chúng tôi đặt một bộ bàn ghế làm bằng gỗ. Gỗ này thì cũng là gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Bàn ghế gỗ này thì có thể sử dụng khoảng tầm từ 8-10 người đó. Hệ tủ bếp ở đây thì được thiết kế theo hình đường thẳng như quý vị có thể thấy ạ. Với thứ tự là bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này. Thiết kế này giúp chúng ta có thể là tối ưu hóa được việc di chuyển không gian bếp này, mọi cái thao tác trong bếp được dễ dàng hơn. Và với thiết kế này thì sẽ tránh hiện tượng là lửa và nước đối đầu nhau này đó. Và hệ tủ bếp trên cùng với hệ tủ bếp dưới nhé, hai hệ tủ bếp này thì cũng được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Và trong này thì quý vị có thể thấy là có bếp từ này, hút mùi này đó, rất là nhiều những cái thiết bị dụng cụ trong bếp. Ở trong không gian bếp này của chúng tôi thì phía trên trần thì cũng là sử dụng một chiếc hệ quạt trần nhé. Hệ quạt trần này thì cũng mang lại nguồn gió mát cho toàn bộ khu vực bàn ăn dưới này. Và bước ra phía ngoài thì gia chủ chúng tôi có thiết kế thêm một khu vực gọi là khu vực bếp phụ. Khu vực bếp phụ ở đây thì với một diện tích rất là khiêm tốn thôi, nhưng mà ngoài này quý vị thấy ạ. Thường thường là như là chủ chúng tôi có chia sẻ là hai ông bà thì sẽ nấu ăn ở ngoài này nhiều hơn, bởi vì là sẽ tránh để hiện tượng là ám mùi không gian phía bên trong kia. Đấy. Và từ cái không gian bếp này thì bước vào bên trong nhá, thì chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực, đó là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1 nữa. Đây chính là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1. Ở đây thì sẽ có diện tích là 5m2 ạ. Trong này thì có tích hợp đầy đủ này, như là lavabo này, bồn vệ sinh này, vòi tắm sen này. Có một cái vách ngăn kính ở đây ạ. Ngăn cái đây. Chúng ta khi mà tắm ở đây nhá thì sẽ tránh hiện tượng nước ở phía bên trong bắn ở phía bên ngoài, gây ẩm ướt và trơn trượt cho cái nền nhà này ạ. Toàn bộ không gian ở đây thì dưới nền thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là gạch ceramic chống trơn. Còn xung quanh đây thì đều được ốp bằng gạch men đá nhá. Như thế chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh cũng như là tẩy rửa trong khu vực nhà vệ sinh này. Ở khu vực phòng 1 thì chúng ta, ở khu vực tầng 1 chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ. Bên này là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này sẽ có diện tích như là 14m2 quý vị nhé. Trong này thì quý vị có thể thấy là gia chủ chúng tôi có đặt một chiếc giường ngủ này, một hệ tủ quần áo này. Và trong không gian này thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng có thiết kế là hai hệ cửa sổ. Đây, một phía bên hông ạ, và một phía đằng sau nữa, để góp phần là điều hòa không khí cho không gian phòng ngủ của chúng tôi. Khi mà gia chủ ngủ trong căn phòng này thì sẽ không có cảm giác là bị bắt hay là khó chịu. Phía bên trên trần thì vẫn sử dụng là trần thạch cao, hệ thống đèn led đèn downlight nhé. Phòng ngủ thứ hai ở dưới tầng 1 thì nó nằm ở phía bên này ạ.
Phòng ngủ này sẽ có diện tích rộng hơn một chút là 18m2. Và đây là phòng ngủ chính dành cho hai ông bà. Phòng ngủ này thì chúng ta sẽ có một chiếc giường ngủ này, táp đầu giường này, một hệ tủ quần áo này, và một cái đây, một cái cửa sổ rất lớn ở phía trước nhà và một cửa sổ nhỏ phía bên hông nữa. Đó cũng góp phần là mang lại ánh sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí. Và có một điều đặc biệt là căn phòng này thì chúng ta sẽ còn có thêm một nhà vệ sinh riêng nhé. Nhà vệ sinh riêng ở trong căn phòng ngủ này đấy ạ, thì cũng có tích hợp đầy đủ như là lavabo này và bồn vệ sinh vòi tắm sen này. Đó, đặc biệt là có một chiếc đèn sưởi phía bên trên nhé. Quý thân mến ạ, và vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ không gian ở phía dưới tầng 1. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước về tầng 2 nhé. Lên đến khu vực tầng 2, khu vực đầu tiên mà Ngọc Huyền đang đứng đây thì chính là phòng sinh hoạt chung ạ. Ở đây thì như gia chủ có chia sẻ thì vào mỗi một buổi cuối tuần thì con cháu thì thường sẽ tụ họp về đây để vui chơi quây quần. Cho nên gia chủ có để riêng một cái khu vực này. Thường thường thì nếu như căn nhà khác ạ, thì cái khu vực này phòng sinh hoạt chung hay để bộ bàn ghế đúng không ạ? Nhưng mà riêng ở căn nhà này nhá, đây quý vị có thể thấy ạ, gia chủ chúng tôi thì sẽ đó để một cái bàn này, đó là một cái nơi vui chơi sinh hoạt cho các bé hay là các thành viên trong gia đình. Đó. Phía bên trên trần thì vẫn là hệ thống trần thạch cao để led đèn downlight của một vật trần nhá. Và từ đây chúng ta bước thẳng ở phía ngoài. Ở phía ngoài này thì chính là một cái khu vực ban công. Ban công ở đây gia chủ của chúng tôi thì có đặt thêm rất là nhiều những cái chậu cây xanh này để mang một không gian hòa nhập với thiên nhiên. Phía bên trên thì chúng tôi có sử dụng một cái hệ lam bê tông được sơn màu trắng, bên trên có kính cường lực nữa, có thể giúp là chắn mưa gió cho khu vực bên dưới này. Và từ đây thì chúng ta có thể cảm thấy là ngắm được rất là nhiều những view xung quanh ngôi nhà đúng không ạ? Trên tầng 2 chúng ta sẽ có một khu vực, đó là khu vực tâm linh nhá. Khu vực tâm linh của căn nhà này thì nằm ở trên tầng 2 với diện tích là 18m2. Ở trong căn phòng này thì quý vị có thể thấy ban thờ ở đây ạ. Ban thờ ở đây thì chất liệu thì sẽ được làm bằng gỗ hương nhá. Loại gỗ này thì có một cái mùi hương thơm dịu này. Khi mà Huyền đứng ở cái không gian này cảm giác một cái mùi hương rất là dễ chịu và thoải mái. Nó mang tính chất, đúng tính chất của một không gian tâm linh. Và bên cạnh đó thì ban thờ này đây, quý vị có thể thấy lục lọi rất nhiều những họa tiết hoa văn trang trí, làm phòng thờ của chúng ta trở nên sang trọng hơn. Và hướng ban thờ sẽ có hướng thẳng ở phía mặt tiền của ngôi nhà, giúp đón tài lộc và vượng khí cho gia đình. Đó, và ban thờ quý vị cảm thấy là ở đây thì gia chủ chúng tôi chăm chút rất là tỉ mỉ đúng không ạ? Và để tránh âm u trên nơi thờ tự thì ở đây kiến trúc sư chúng tôi cũng thiết kế là một hệ cửa sổ rất lớn này, cùng với lại một hệ cửa sổ phía bên ngách này nữa. Đấy, để cung cấp ánh sáng. Khi gia chủ chúng tôi thắp nhang, thắp khói không gian này thì mở những cửa sổ này ra thì sẽ tránh hiện tượng là ám, như cái mùi ám hương khó chịu trong không gian này. Ở khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có hệ thống là hai phòng ngủ quý vị ạ. Ở đây, phòng ngủ bên này của chúng tôi thì cũng với diện tích là 14m2. Và phòng ngủ này thì sẽ được đặt đồng trục với phòng ngủ bên dưới nhé. Cũng với thiết kế rất đầy đủ như là giường ngủ này, tủ quần áo, táp đầu giường này và hai cửa sổ hai bên. Từ phòng ngủ này bước ra thì chúng ta sẽ có thêm một khu vực, đó là nhà vệ sinh chung nữa. Nhà vệ sinh chung trên tầng 2 này thì cũng thiết kế 5m2, đồng trục với nhà vệ sinh bên dưới, thiết kế tương tự luôn ạ. Và với cái thiết kế đồng trục này sẽ giúp chúng ta là đi đường điện, đường nước cũng như là hộp kỹ thuật được dễ dàng hơn. Phòng ngủ tiếp theo ở trên khu vực tầng 2 đấy ạ. Phòng ngủ này thì quý vị có thể thấy ở trong này thì cũng được thiết kế đầy đủ này, như giường ngủ này, tủ quần áo, táp đầu giường và một cái bàn trang điểm phía bên này nữa đấy. Hầu như là căn phòng này thì ban ngày bình thường, những ngày trong tuần ấy thì chỉ có hai bà ở thôi, nhưng mà ngày cuối tuần thì con cháu tụ họp ở đây rất là đông đủ, nên là có rất là nhiều những căn phòng ngủ ở đây đó. Mỗi một phòng thì sẽ là một gia đình đó. Và ở phía dưới hành lang ở khu vực tầng 2 này thì ở đây gia chủ chúng tôi có thiết kế là một chiếc sân phơi nhá. Đó, sân phơi này kết hợp cùng với lại một hệ giếng trời này. Giếng trời chảy dọc từ phía bên trên tầng 3 xuống dưới tầng 1 đây ạ. Không gian này là một không gian rất là đắt giá, nhất là trong những cái ngôi nhà mà cao tầng như thế này. Đó, thì nó sẽ mang lại một cái nguồn ánh sáng này, cũng như điều hòa không khí cho mọi không gian. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng 3 nhé. Và bước lên không gian tầng 3 thì trên tầng 3 này thì sẽ là hai hệ thống phòng ngủ quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ đầu tiên trên tầng 3.
Ở trên tầng 3 thì căn phòng này có thể nói là một căn phòng ngủ rộng rãi nhất của cả tòa nhà, có diện tích là 20m². Ở đây thì sẽ có một cái giường ngủ áo và vẫn như thường lệ là hai hệ thống cửa sổ này để cung cấp ánh sáng tự nhiên cũng như điều hòa không khí trong gian phòng. Ở trên tầng 3 này thì chúng tôi đã không sử dụng là trần thạch cao nữa mà sẽ sử dụng bên trên là trần chát thôi. Nhưng quý vị có thể thấy là trần chát phía bên trên nhá, cũng được đắp những cái phào chỉ họa tiết hoa văn rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, và phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 3 sẽ là một khu vực này ạ. Đây. Phòng ngủ này thì cũng với thiết kế đồng trục với lại hai phòng ngủ dưới tầng 2 và tầng 1, cũng với lại một giường ngủ, một tủ quần áo và một táp đầu giường cùng hệ thống hai cửa sổ nữa. Rất đầy đủ đúng không ạ? Đó, trong nhà này quý vị có thấy là một căn nhà mà có rất là nhiều phòng ngủ từ trước giờ mà Huyền muốn giới thiệu cho quý vị. Và phòng ngủ nào thì cũng đầy đủ tất cả. Đấy. Còn ở phía cuối này ạ, Ngọc Huyền đố các bạn, phòng này sẽ để làm gì? Và tôi giới thiệu nhé, phòng này thì sẽ có diện tích là 30m². Và không gian này quý vị thấy trống trơn đúng không ạ? Nhưng mà căn phòng này thì sẽ là phòng làm việc dành cho gia chủ. Vì gia chủ làm vàng bạc mà, cho nên là ở đây đấy để cho các bác thợ của chúng tôi có thể là điều chế này rất là nhiều những cái nguyên vật liệu kim hoàn đấy. Rất là nhiều những hệ thống điện được mắc ở xung quanh này luôn quý vị ạ. Đó. Và trên tầng 3 chúng tôi cũng có thêm một khu vực nhà vệ sinh chung này. Nhà vệ sinh chung ở đây thì diện tích nhỏ hơn một chút là 4m², nhưng mà cũng rất là đầy đủ như lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm xe. Và cũng đặt đồng trục với những nhà vệ sinh còn lại phía dưới nhé. Và không gian cuối cùng ở trên tầng 3 đây ạ. Đây thì chính là một cái không gian sân chơi nho nhỏ. Và ở đây thì quý vị có thấy là gia chủ có mắc thêm một chiếc võng ở đây rồi. Gia chủ có chia sẻ là buổi tối thì đại hàng bà sẽ lên đây này, ngồi này, nói chuyện cũng như là có thể nằm võng đây này. Đó. Và ở đây thì có thể là ngắm được trọn vẹn toàn bộ tầm view của cả ngôi nhà rồi. Quý vị có thể thấy không ạ? Phía bên trên gia chủ chúng tôi cũng có bắn thêm một cái lớp tôn nữa để có thể là chống nóng cho cái khu vực này. Đấy, buổi tối khi mà buổi chiều tối ở đây thì sẽ cảm giác là mát mẻ hơn. Và quý vị thân mến ạ, vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của nhà chú Tú có địa chỉ tại Bình Giang, Hải Dương. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu công trình này ạ? Hãy để lại bình luận ở ngay phía dưới video này cho chúng tôi biết nhé. Và nếu như quý vị đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của Mark Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn lại quý vị trong những số tiếp theo. Hình của ngôi nhà đấy, một cảm giác thì nó mang cái sự khác biệt. Quả thật là với những căn nhà của miền Tây thì em thấy cái vui. Ở đâu nhỉ? Lại đi một xíu để cho anh.